Gầm trong thiên hà nhiều nhà thiếu cơm, ruộng đồng chẳng có rạ rơm, trâu bò ngóng cổ nhà nông héo lòng. Canh thần bước tới thiệt rồng trong cho địa phương có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm chia sẻ của chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo để động viên bà con nhân dân vươn lên trong cuộc sống. Được sự tài trợ của ban từ thiện xã hội, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay ủy ban mặt trận tổ quốc xã Phú Thành phối hợp với ban từ thiện xã hội, ban trị sự trung ương về phía đơn vị tài trợ, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Tấn Phú, phó ban từ thiện xã hội.
Về phía lãnh đạo địa phương, xin trân trọng giới thiệu bà Lý Thị Lệ Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Ông Đào Văn Quang, Phó Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã. Ông Đỗ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Đồng nhân xã. Cơm sẽ áo chiều sẽ ngủ với nhau, và cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi nghĩ rằng là với mỗi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì trong lòng cái trong cái pháp môn học Phật thứ nhất là chuyện đền đáp tất cả công ơn, trong đó có cái ân đồng bào kim loại thì như thế, thành ra là với mỗi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nếu có điều kiện nào đó trong khả năng của mình thì phải nỗ lực để làm như là Đức Bình Tư Vũ đã dạy. Sách thầy thì lưu mấy chữ thất thu còn trách nhiệm với non sông. Bất cứ một người nào đã sống trong cái đất nước thì phải có trách nhiệm với xứ quê hương, với đồng bào chúng ta. Vì thế thành ra là trong những năm nay thì mình gần đây đất nước chúng ta có những diễn biến rất là lớn và đã có những thay đổi tốt về mặt kinh tế như xã hội. Tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận vì nhiều lý do là còn cái cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên là trong cái mừng đảng và mừng Tết, tức là trong Tết đến xuân về này, thì trách nhiệm của gần như mỗi người, tất cả mọi người đều từ nhà nước cho tới là các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo đều có tham gia để mà thực hiện cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung ương là chia sẻ với nhau, giúp đồng bào trong cái chuẩn bị vô đón mừng xuân Canh Tí. Cái này đây là hoạt động mà chúng tôi nghĩ rằng là như là lời Thủ tướng Xuân Phúc đã có nói đó, là làm sao mà không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau. Đây là một câu nói mà chúng tôi nghĩ rằng là tính nhân văn sâu sắc, thể hiện được cái sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương, của nhà nước với cái bà con chúng ta. Còn với chúng mỗi người tín đồ Hòa Hảo chúng tôi thì cái vấn đề mà lời dạy thực hiện lời dạy của thầy là một cái tâm niệm sâu sắc của mỗi người, đó là tế độ dân nghèo trong lúc túng, giúp dùm kẻ rối. Và buổi chiều qua thì đây là trách nhiệm, đã nói là trách nhiệm thì chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng hết sức để mà cùng với địa phương làm sao để mình giảm bớt cái khó khăn của bà con trong cái cuộc sống của mình. Giả tờ như bao
vợ đau con yêu, phương nào cho an? Cả kêu cùng khắp xóm làng, mấy ông điền chủ cứu nàng mới qua. Làng gần chỉ những tỉnh xa, lúc xưa thì cùng ruột ra với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Cậu cô chú bác cùng gì, khắp nơi thầy chú một khi hào lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước do lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sợ, tỏ lời khuyên khích tờ đơn ba nhà. Ông nào lòng dạ hải hà, đồng tình bác ái ra mà làm đi. Giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bùa hữu tài, tiếng nhiều đất rồng cò bay múc đồng. Cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông ban các chợ sẩm hia, tìm hàng thanh màu nhờ dân ruộng dương. Ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lương cho qua. Mắt nhìn lòng ưa ruột ra, cả kêu bổn đạo ai là thiệt tu. Muốn cho rắn đằng quá cù, xả thân làm phước diêm phù dược qua. Dự bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sang nhờ của người bằng góp thâu.
thấy đời lao lý mà rầu. Giúp cho chúng nó ngõ hầu làm ơn. Có phần quà mừng không chị? Mừng. Dạ. Có phần quà. Có cúng ông bà em mà. Dạ. Dạ gần đây không? Dạ. Rồi thôi chào về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Hưng vong suy thành
bằng nay lẻ thường. Lớn rồng nàng ắt phải dương, muốn qua truông khổ tìm đường bồng lai. Ngày kia được trở gốc hài, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo khó cùng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Lòng nhân sinh khá tập rèn, thạch sùng dương khai sách đèn ai thánh hiền rối tích đời xưa, nhờ tâm từ thiền người ưa kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chi bằng làm phải truyền thơ ghi đời.